Một bài viết đa chiều tổng hợp một số thông tin về VinFast được tờ Financial Times đăng tải hôm nay. Tốc độ là điều cốt yếu tại VinFast, nhà sản xuất ô tô mới nổi đang hy vọng trở thành câu trả lời của Việt Nam cho Tesla. Công ty được thành lập chỉ 6 năm trước, khi địa điểm đặt nhà máy ô tô cách Hà Nội 2 giờ còn là vùng đầm lầy. Giờ đây, VinFast cho biết nhà máy có khả năng sản xuất 250.000 xe mỗi năm, trong khi công ty đang cố gắng thâm nhập thị trường Mỹ và hướng tới việc niêm yết trên thị trường chứng khoán New York trong tháng này. Tốc độ mà VinFast áp dụng cho hoạt động kinh doanh nằm ngoài thế giới này, cái tên đã nói lên điều đó. Luis Gustavo Lem Pereira, một kỹ sư 35 tuổi người Brazil, người từng làm việc cho các công ty như Chery và General Motors, cho biết. Tham vọng của nhà sản xuất ô tô non kinh nghiệm này đến từ một quốc gia có lịch sử sản xuất hạn chế và thị trường tiêu dùng tương đối nhỏ, cho thấy sự chuyển đổi nhanh chóng trên toàn cầu sang xe điện đang thúc đẩy những tên tuổi mới cạnh tranh với các thương hiệu đã thống trị ngành sản xuất ô tô trong nhiều thập kỷ. VinFast đang cố gắng đi theo vết bánh xe của các thương hiệu Trung Quốc như BYD do Warren Buffett hậu thuẫn, chỉ trong vài năm đã trở thành nhà sản xuất xe điện hoặc xe hybrid điện lớn nhất thế giới, vượt qua cả Tesla, kẻ phá bính của ngành. Giám đốc điều hành VinFast, Lê Thị Thu Thủy nói với Financial Times tại văn phòng của bà ở Hà Nội: "Chúng tôi nghĩ rằng thị trường EV đang rộng mở, cả thế giới đang chuyển sang xe điện. Chúng tôi không cạnh tranh để giành lấy thị phần đang bị thu hẹp." Năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi bán mẫu xe chạy xăng đầu tiên, VinFast đã ngừng phát triển xe chạy xăng để tập trung vào xe điện. Một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành, từng làm việc trực tiếp với VinFast cho biết, công ty do doanh nhân giàu nhất Việt Nam và có mối quan hệ chính trị thành lập, đang thực hiện một cuộc chơi trên quy mô quốc tế, được hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Trong khi VinFast không thiếu những kế hoạch lớn cho sự phát triển của Hoa Kỳ, họ có một mạng lưới các phòng trưng bày lộng lẫy ở California và có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Bắc Carolina. Tuy nhiên, tham vọng của họ đã phải đối mặt với sự kiểm tra thực tế. Lô hàng đầu tiên gồm 999 chiếc ô tô đến Mỹ vào tháng 12 năm ngoái đã nhận được một số đánh giá kém về sản phẩm, mẫu VF8 hàng đầu, chứng tỏ việc chế tạo ô tô rất khó, tạp chí Car và Driver cho biết. Vào tháng 5, những chiếc xe đầu tiên xuất xưởng đã bị triệu hồi sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng một lỗi phần mềm trong màn hình bảng điều khiển khiến thông tin an toàn quan trọng không được hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Trong khi đó, các kế hoạch cho đợt IPO trị giá 23 tỷ đô la tại NYSE đã phải bị hạ cấp. Giờ đây, VinFast sẽ niêm yết thông qua việc sáp nhập với một công ty có sách trắng trên sàn giao dịch NYSE của Mỹ mà không huy động được bất kỳ khoản tiền nào từ bên ngoài. Thay vào đó, người sáng lập Phạm Nhật Vượng, người kiểm soát tập đoàn VinGroup từ nhà đến đại học, đang rót thêm 2,5 tỷ đô la tiền mặt và các cổ đông của VinFast sẽ giữ lại 99% cổ phần. Khoản lỗ ròng tại VinFast trong quý đầu tiên là 14.120 tỷ đồng, 598,3 triệu đô la Mỹ, so với 9.660 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bà Thủy đổ lỗi cho điều kiện thị trường quốc tế khó khăn cho sự thay đổi trong kế hoạch niêm yết. Trong 18 tháng hoặc 2 năm qua, chúng tôi đã làm việc với một đợt IPO truyền thống, chúng tôi đã gần như sẵn sàng đệ trình, nhưng thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường IPO, vẫn chưa sẵn sàng, cơ hội chưa thực sự mở ra, bà Thủy nói. Tôi nghĩ rằng chúng tôi dự đoán trong vòng 18 đến 24 tháng, thị trường vốn sẽ trở lại bình thường và VinFast sẽ có thể tự huy động vốn. Trong khi đó, bà cho biết, tập đoàn VinGroup và chủ tịch của chúng tôi sẽ luôn ủng hộ VinFast. Bất cứ điều gì VinFast cần, VinGroup luôn hỗ trợ. Một nhân viên ngân hàng làm việc cho doanh nghiệp này cho biết, sự tấn công dữ dội của những tin xấu đã làm lu mờ đi ánh hào quang của thương hiệu, khiến ngày càng khó bán câu chuyện VinFast cho các nhà đầu tư ở Mỹ. Các cổ đông tiềm năng đã đưa ra các câu hỏi bao gồm chất lượng của phương tiện và tốc độ mà công ty đang cố gắng ra mắt tại Mỹ, nhân viên ngân hàng cho biết. Chuyên gia trong ngành Tule, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn ô tô Sino Auto Insight, cho biết chất lượng của những chiếc xe này liên tục bị chỉ trích trong các bài đánh giá. Ông cho biết phản hồi cho thấy, công ty chưa sẵn sàng cho thời kỳ đầu và cần 12 đến 18 tháng nữa về kỹ thuật để có thể cạnh tranh. Một số nhân viên cũ đã tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công ty cho biết những thất bại gần đây không có gì ngạc nhiên. Ba cựu nhân viên từng làm việc trong bộ phận thử nghiệm sản phẩm, kỹ thuật hoặc tương đồng trên một mẫu xe trước đó cho biết họ đã thấy những trường hợp mà họ cho là không đủ thử nghiệm độ an toàn hoặc độ bền để rút ngắn thời gian phát triển xe. Một cựu nhân viên khác từng làm việc tại một số hãng xe cho biết tốc độ phát triển xe thật đáng sợ. Người phát ngôn của VinFast gọi cáo buộc đốt cháy giai đoạn là cáo buộc sai sự thật. Ông nói thêm, VinFast VF8 đã vượt qua thành công các bài kiểm tra an toàn bắt buộc của Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022, 3 tháng trước khi chúng tôi chính thức giao hàng. Trước đó, chúng tôi đã tiến hành một số thử nghiệm độc lập về chất lượng, độ an toàn, độ bền và hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt với hàng trăm phương tiện trên khắp thế giới. Tất cả những điều này khẳng định sự nghiêm túc và quyết tâm của VinFast trong việc phát triển sản phẩm. Giám đốc điều hành VinFast, bà Thủy cũng bác bỏ cáo buộc đi tắt đón đầu trong quá trình phát triển. Chúng tôi đã vượt qua hàng nghìn bài kiểm tra, theo quan điểm của chúng tôi đã không cắt bỏ bất kỳ giai đoạn nào, bà nói.
Tuy nhiên, chúng tôi chưa hoàn hảo và sản phẩm của chúng tôi cũng chưa hoàn hảo. Đây là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi. Nếu bạn nói chuyện với những người trong ngành, sản phẩm của chúng tôi không tệ hơn sản phẩm trên thị trường, nhưng chúng chưa hoàn hảo. Bà cho biết VinFast tình nguyện Mỹ triệu hồi vì thừa cảnh giác cho khách hàng. Tôi nghĩ khi bạn xử lý phần mềm, luôn có những lỗi mà bạn không tìm thấy trong quá trình thử nghiệm, bà nói. Những gì bạn cần xem xét là tốc độ sửa chữa các sản phẩm của chúng tôi và cách chúng tôi phản hồi những phản ánh tiêu cực. Tốc độ mà chúng tôi sửa phần mềm thật đáng kinh ngạc. Đối với tham vọng toàn cầu của mình, VinFast đã đặt nền móng để giúp hãng có chỗ đứng tại thị trường Mỹ. Ngoài nhà máy được lên kế hoạch ở Bắc Carolina, công ty đã thành lập 13 phòng trưng bày ở những địa điểm uy tín ở California với mục đích lôi kéo những cư dân giàu có của bang tránh xa Tesla. Trung tâm bán hàng của họ ở Santa Monica nép mình giữa các cửa hàng của Louis Vuitton và Tiffany trên một quảng trường ngoài trời, thu hút rất nhiều bước chân từ bãi biển gần đó, theo một trợ lý bán hàng yêu cầu giấu tên. Buổi trải nghiệm sẽ đến khi nhiều người đi biển, mang dép sỏ ngón và ngồi sau tay lái xe của VinFast. Tất cả phụ thuộc vào sản phẩm, một giám đốc điều hành ngành tại một nhà sản xuất ô tô đối thủ cung cấp phụ tùng cho VinFast cho biết, nếu không đủ tốt, bạn sẽ không được vào vị trí xuất phát. Theo Financial Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.